Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Innova sản xuất năm 2013 bản G xịn. Đây là chiếc Innova sản xuất năm 2013 form mới bản G xịn, hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 455 triệu đồng. 455 triệu đồng cho một chiếc Innova bản G xịn. Trước đây nó là bản G, sau này nó gọi là bản E, thì tức là nó là bản đủ. Mình nói mình thì vẫn quen mồm gọi là G để phân biệt giữa bản thiếu và bản đủ. Đến năm 2013 trở đi thì người ta gọi là bản E rồi. Thì đây là chiếc Innova bản E năm 2013. Số sàn động cơ 2.0, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 9 đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Đây là thân vỏ của chiếc xe. Các bạn có thể nhìn thấy thân vỏ của chiếc xe vẫn còn rất là bóng mới. Xe keo chỉ zin, không lỗi gì, không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Bây giờ mình sẽ xin quay thêm chi tiết nội thất của chiếc xe. Đây là nội thất của chiếc Innova bản E, tức là bản đủ của sản xuất năm 2013, được chào bán với giá là 455 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Chiếc xe này nguyên bản 100%, chỉ duy nhất là về là có cái ghế nỉ. Là ghế nỉ thì để ghế nỉ nó có nhược điểm là nó hơi bẩn, tức là cái ghế nỉ nó rất dễ là bắt bẩn, cho nên là mình mới bọc bộ da đây. Các bạn nhìn thấy xe bút của bên bọc da người ta đánh dấu tâm vẫn còn đây. Xe mới bọc lại dưới ghế da mới bọc lại, còn bên trong vẫn là nỉ nguyên bản. Cái nỉ nó không hề rách dưới một tí nào, nhưng mà cái nỉ thì nhược điểm của nỉ là để đến khi ngồi thì mồ hôi nó ra thì nó sẽ không được vệ sinh cho lắm, mồ hôi nó ra nó thấm vào nỉ thì mình đã bọc ra. Đấy, chứ còn xe này vốn dĩ của nó là nỉ nguyên bản các bạn nhé. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 455 triệu đồng. Xe mình vừa bọc bộ ghế da mới xong, còn ghế nỉ bên trong của nó cũng còn đẹp lắm. Chiếc xe này là mình chào bán với giá là 455 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xe được trang bị rất nhiều tính năng như là điều hòa 2 dàn điều hòa ở 3 vùng độc lập, rồi là gương kính chỉnh điện, cục điện, vô lăng 4 chấu. Nó là bản đủ mà, bản đủ của 2013 các bạn nhé. Gạt mưa sau các thứ đầy đủ, đuôi cá trước đầy đủ hết, xi nhan trên gương. Chiếc xe này được chào bán với giá là 455 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe này thì quý vị nhìn thấy xe nó còn rất là sạch sẽ và rất là mới, hầu như là toàn bộ trang thiết bị của nó như mới. Xe còn rất là đẹp. Với cái mức giá tiền là 455 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn sáng suốt cho những người gia đình đi thường xuyên, đi nhiều và đông người, cũng như là phù hợp với các bạn làm dịch vụ. Thì form dáng nó cũng đẹp, đời nó cũng không thấp quá, cũng không cao quá. Bởi vì cao quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái túi tiền khi mình đầu tư ban đầu. Nếu mua xe nhiều tiền quá thì thu hồi vốn lâu. Còn nhưng mà quý vị làm dịch vụ mà mua những chiếc xe vừa vừa tiền này thì nhanh thu hồi vốn. Còn những bạn nào đi gia đình mà đông người thì đây cũng là một sự lựa chọn sáng suốt, bởi vì xăng tiêu thụ nhiên liệu nó ít và chỉ có 9 đến 10 lít xăng cho 100 km thôi. Đồng thời nữa là cái máy của tôi ra nó bền bỉ, nó không hỏng vặt. Đấy là cái ưu điểm của thằng Innova với thằng Vios mà đã được dân Việt Nam rất là ưa chuộng. Thế bây giờ mình xin quay về chi tiết khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc Innova 2013. Như quý vị nhìn ở đây thì chiếc xe này máy số còn rất đẹp. Đây, máy số còn rất đẹp.
keo chỉ zin, máy số đẹp, khô ráo sạch sẽ, máy nổ êm bốc, gầm bệ đi rất là chắc chắn. Đây là khoang máy của chiếc xe, quý vị có thể thấy máy móc rất là khô ráo sạch sẽ luôn. Và gầm bệ thì mình vừa chạy ra đây để mình quay thì là chạy gầm bệ rất là chắc chắn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cố Hải Dương với giá là 455 triệu đồng. 455 triệu đồng cho một chiếc Innova 2013 bản đủ. Ở Innova thì nó có, trước đây thì nó có hạng, trước đây thì nó có 3 bản là bản C, bản G và bản V. Sau này thì nó đổi thành là bản G, bản E và bản G. Bản G sau này nó là số tự động. Bản V là số tự động. Thì quý vị có thể nhìn thấy đây. Đây là bản E 2.0 2013 được chào bán với giá là 455 triệu đồng quý vị nhé. 455 triệu đồng cho một chiếc Innova 2013 số sàn bản đủ. Được chào bán tại Dung Audi ô tô Cố Hải Dương, hotline 0855 966 966, với giá là 455 triệu đồng. Xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Dung Audi ô tô Cố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Quý vị hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để quý vị luôn luôn là người đầu tiên nhanh nhất nhận được những cái thông tin, được thông báo về mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, mỗi lần mình up video clip mỗi chiếc xe đơn lẻ. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo, nhận được thông tin, nắm bắt được những cái thông tin nhanh nhất. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất. Dung Audi ô tô Cố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng tri ân quý khách hàng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng ở video clip tiếp theo.